nằm xuống. Ây da. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok, đẹp luôn. 2 3 3 4. Chém vào đầu. Chém vào. Ok. Điểm yếu. Ây da. Má nó. Không để ý ạ. Bị kéo. Cay. Đấy, vừa đang đứng ở kia nó kéo cho phát. Ây da. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của game này ở The Dead. Nhiệm vụ này là mình sẽ quay trở lại chỗ thằng này để xem là có nhận được những nhiệm vụ mới không nhé các bạn. À, vào đây để giết cái thằng này ở... Ok luôn, thằng này ngon nhá. Đây là khu gần trường học à. Đấy, mình đang cần vặn cái xe. À, vặn để lấy được cái bánh xe, vặn ô tô. Sau đó mình sẽ đi đến cái chỗ... cái nhiệm vụ chính. Mở cái lắp cabin. Mở cái hòm. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Mày. Đứng đây mà chém thôi. Đứng đây mà chém thôi. Trường. Trường bán sách à. Ở đây nó bán tất cả các loại sách nha các bạn. Nhưng mà giá hơi chát. Mình có 24 tiền. Vào đây tìm. Nằm xuống. Bọn này bọn rung ghẻ cho nên là không sợ. Nằm xuống. Chém luôn. Ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Làm xuống, làm xuống. Ây da. Nằm xuống. Ra ngoài đây một tí vậy. Mày. Nằm xuống chưa? Nằm xuống. Chỗ này. Phòng tập thể dục à? Ây da. Có thằng. Thằng nó ở kia. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. À, phải cao tơ. Ây da. Hết mà la. Rồi. Một chém. Đóng cửa vào. Thằng kia chạy à. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Chém một phát. Chém một phát. Tất cả đồ có cái gì vứt ra. Ok. Rồi. Một mình mày ở đây à. Chạy đi. Từ từ đã. Luồn ra đằng sau nha các bạn. Phải chém cho nó không kịp ngáp nữa. Mày. Học sinh này. Ok luôn. Đấy. Được một sách. Một Robin Hood. Một won. Một time flow. 5 won. Tuyệt vời. Nào. Quặn nốt cái mấy cái xe này. Chiến nhau với thằng này. Rồi vào đây. Mày. Cái này nó quan trọng nhất là nó chém nhanh các bạn. Rồi sao. Đánh thì đánh đi. Mày. Anh à. Ô kìa. Sao không chém được. Mày. Mày. Nằm xuống. Mạnh nha. Có hơn 100 đam thôi nhưng mà mạnh đấy. Nó ghi là cộng cái gì. À. Nó được có 2 dòng đỏ thôi. Mình sẽ dịch qua một tí nha các bạn. Phá vỡ cơ hội khi tấn công. Sức mạnh. À, khi mà chém thì nó như kiểu nó đánh cho mất mất phòng thủ ấy.
kiểu như vậy, cho nên bảo sao là nó khỏe. Chỗ này nó lại hồi lại à? Giết hết, coi như là mình là để cái chế độ là không hồi zumbai nhé, coi như là đi đến đâu diệt đấy cho nó thật, nó không sản sinh nhá. Số lượng người nó có giới hạn thôi đúng không, zumbai nó cũng có giới hạn thôi. Rồi. Trở lại thành thành phố yên bình đấy, nó có khả năng phá vỡ chém xuyên giáp ở sao khỏe nằm xuống rồi. Đứng ở sau khó chịu. Vứt súng xiếc các thứ. À. Thôi. Trả lại bệnh viện Yên Bình. Vẫn chưa được cái bánh xe nào. Quá chán. Hôm trước thì mình vặn được một cái may mắn, hôm nay thì đây là ghi là Isnan, không phải là ấy à, toàn đảo à, khu vực toàn đảo ấy, hòn đảo này là ok hết chứ. Mày nằm xuống, một chém nằm xuống, nằm xuống, ok, bảo sao nó mạnh. Thôi chấp nhận là nhặt đồ linh tinh, đây không có đường là giết thằng này đã, sau đó sẽ xây cái xe các bạn, view cái xe. Nằm xuống, nằm xuống. Kia có một thằng bò bò, bò bò, bò bò này. Đây, giết thằng này trước. Mày, 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 phá vỡ. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, ok. Mày nằm xuống, nằm xuống, ấy là nằm xuống. Lại rơi cái gì đây? Đầu à? Ui cái gì? Vớ vẩn. Rồi, ở đây cũng có một đống ô tô. Không vặn thì hơi phí. Ok. Làm luôn cái xe. Giờ một trăm năm mươi là xong. Mày, mày mạnh, rất mạnh. Rồi chạy siêu nhanh. Vào gặp lại em gái. Đóng cửa vào. Rồi lấy cái phòng này xem nào. Hòm này này, xem nó giao cái gì. Đây nó dịch ra như các bạn, 6 giờ. 6 giờ 30 cái gì đây. Bơi buổi sáng, 8 giờ là họp an ninh, đánh giá phân bố nguồn lực họp bí mật là 11 giờ, ăn trưa 13 giờ. Báo cáo tiến độ phòng thí nghiệm là 14 giờ. 16 giờ là kiểm tra quản lý hậu cần. 18 giờ là giải lao, 19 giờ là di chuyển. 20 giờ giao đến đồng cỏ gì ấy. Trả lời viết báo cáo, ok, giờ cá nhân.
Nói chuyện với cả bây giờ à bây giờ là đến chỗ Miner đây à bây giờ đến chỗ Miner này các bạn. Chỗ này thì mình cũng lấy sách hết rồi, không cần nữa. Em này thì cũng xong nhiệm vụ rồi, bây giờ là đến cái Miner. Ok luôn. Cứ làm nhiệm vụ thôi. Cái nào gần thì mình sẽ ấy. À đây đây, em này em đã về. À có ra nhiệm vụ ở đây ạ. Ô hay 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 hay. Kin 5 con zombie cái này được nhá, mình nhận này. Kin office worker ok, cảnh sát đúng không? À nhưng mà thôi hỏng hỏng hỏng. Nhiệm vụ ở đây thì hơi hơi xa, cái này là cái gì đây? Thế thì mình sẽ hủy mấy cái nhiệm vụ này đi. Ok. Kin Mutan thì cũng không bằng cái này được. Kin Ambo Zam. Cái này nhận này. 20 con zombie. Cạc. Cạc này cũng Hemmet. Cái này thì phải nhận thôi, bởi vì giết giết mấy con kia là dễ mà. Cái này hủy này. Cái này là đào. Ok, mấy cái này thì dễ. Đấy, mấy cái này là mình làm được. Đấy, có hai đứa nó giao nhiệm vụ cho mình. Cái này là cái gì? Chan mode caption. À cái này là để đồ tăng cấp thôi. Ok. Hai thanh niên giao nhiệm vụ các bạn. Từ từ đã. 5 đông không hề đơn giản với bọn zoom khỏe này. Nằm xuống, 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 nằm xuống. Nào, ai à. Thế mới căng. Rồi. Mày. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ra đây. Nằm xuống. Nằm, nằm. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ma nó khỏe. Đúng là vào đây một phát là câu chuyện nó khác ngay. À. Có mấy con này bảo kê, ok. Giết mấy con này thì mình một con, hai con. Mình hình như là mình giết được ba con, giết thêm con này nữa là mình giết được ba con heaven. Rồi. Nằm xuống. Làm xuống. Ok. Mày. Mày. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Tuổi thần tiên. Toàn cho cái khiên vớ vẩn. Đấy, cái xe chắc mình sẽ hang 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 hang. Lợn ngon quá. Rồi. Rồi.
Lại có cái đùi lợn rồi, tuyệt vời. Có lợn là phải săn ngay, không thể bỏ. Năm 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 hay à, năm xuống. Nằm xuống, nằm, nằm xuống. Đánh nhau không không chậm được, chém càng nhanh nó càng nhanh chết thôi. Máu mình có không sợ, máu mình có không ạ? Nằm xuống, nằm xuống. Một chém, một chém. Kích, nằm xuống. Ok. Máu có sợ gì. Kia có một đống ấy ạ. À, thế thì mình sẽ không dùng cái này. Bây giờ quyết định là không dùng cái này rồi. Cuốc. Những cái gì lấy được thì cho vào. Ok. Mày. Mày. Đây. Viên này là viên viên xịn đúng không? Xem nó là nguyên liệu gì các bạn. Rồi, cuốc lâu thế. Rất lâu ạ. Sao lại bị độc? Friend, the mine is much more dangerous than you think. It's full of Sao lại toxic bị ua chemicals vào there. đây, bị độc ạ. In such places, a simple scar for a piece of cloth isn't enough for protection. Ôi tôi chết, mình phải cầm cái đồ protect. Yes, cái phải có cái ấy các bạn. Quên mất rồi, không mua cái ấy rồi. Không mua cái chemical rồi. Hỏng 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 hỏng. Phải mua cái chemical thì mới được ạ. Cái này thì phải ra bệnh viện mua rồi. Mình lại không mang. Mà cũng không biết luôn. Căng nhỉ. Muốn được ở trong đây thì phải có mua được cái chemical. Thế thì khoai rồi. Không thì không vào được các bạn. Mày. 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 Ây da, gấu ạ. Ổng ơi. Ồ, ok, ở đây có nhiều gấu thì có thịt thôi. Có gì đâu. Rồi. Chỗ này lắm gấu lắm ấy thế nhỉ. Rồi chém. Mày. Lắm. Chó nó cũng đánh mình. Bó tay. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Gấu này. Làm thêm được mấy cái đùi. Gấu này có đùi nha các bạn. Hai con. Good meat. Cái đùi này tăng 20% ấy thôi, nhưng mà cũng cũng ok. Hươu à. Mấy khí.
Ngon, có con lợn. Lại đây. Quá tuyệt vời. Ba con gấu, hai con lợn. Ngày mai là lo đủ rồi. Bây giờ thì buộc phải chạy về. Ở đây thì không được rồi. Chạy về đây thì quá xa. Ây da. Ô, ở đây là có chỗ lấy sách à? Có chỗ lấy sách nhé các bạn. Ôi, chấp nhận mình sẽ lấy sách ở đây thôi. Đấy. Đi lên đây mà lấy sách vậy. Thẳng trước mặt. Có sách thì lấy sách thôi. Chứ bây giờ đi đâu nữa. Mua thì cũng không mua được. Bây giờ lấy sách thì cũng hơi căng. Ra đây. Nằm xuống. Ok, đẹp luôn. Mình đánh nó cũng bị ấy nhá. Combo 4 luôn. Nằm xuống. Ok. Ok. Nằm xuống khỏe. Thằng này khỏe nhá. Rất khỏe. Không phải yếu. Rồi. Đúng không? Ở trong đây đúng không? À, chỗ này có bán này. Biết đâu lại bán đúng cái mình cần thì tuyệt vời. Ra đây. Mày. Nằm xuống. Nằm xuống. Không bán. Bán cờ lê. Bán. Ây da. Bán cái khoan đá. À, nhưng mà khoan đá thì cũng cần xăng, không ok lắm. 10 ạ. Không mua cái này cũng được nhỉ. Khoan đá sẽ khá là nhanh. Nhưng mà mình hết tiền. Đấy, đến khu này thì nó sẽ tự bán cà lê thôi. Cà lê mỏ lết. Ở trong đây đúng không? Nằm xuống. Nằm xuống. Ây ạ. Ấy ra. Thằng kia chết luôn. Nằm xuống. Đánh như ba Barbarian thôi. Cứ một chém một đạt. Nằm xuống. Nằm xuống. Một chém một đạt. Ok. Xây vào. Bây giờ đút được một cái bình thì cũng không ăn thua. Chỉ được một tiếng thì cũng không ăn thua. Ây à. Nằm. Mày. Nằm xuống. Đáo tuyết. Ây là được khẩu súng ngon hơn rồi. Giấy.
lại được cái Robin Hood. Tầng 2. Đây rồi, sách đây rồi. Cái này là chỉ có lấy đồ thôi đúng không? Tiền. Nằm xuống. Nào, ây da. Ây da, mini boss ạ. Ây da. Ây da. Con này nó đánh mình bị chảy máu nhá. Không đùa được. Có nên giết con này hay không? Ây da. Mày. Ây da. Ây. Mày. Mày, ây da. Náo thật. Ây da, không được, không được, không được. Má, khỏe thế. Nào. Rồi. Ây da. Nằm. Nằm. Mày. Không xuyên ạ. Ây da, thế mà vẫn. Mày này. Nằm. Ây da. Sao lại bị phun ạ. Ây da. Căng. Giết. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm. Ây da. Nằm xuống. Ây da. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Cứng thế. Cứng thế. Ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm. Nằm xuống. Mày. Khỏe thế. Vai cả trưởng. Nằm xuống. Nằm xuống. Ok. Combo. 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 Rồi. Nằm xuống. Vãi cả trưởng xong nó khỏe. Uff. Khỏe vãi cả trưởng. Không đỡ được. Cái này thì bây giờ mình chả cần cái gì. Thêm một khẩu súng. Khẩu súng thì cũng không cần. Ây da. Ôi. Nằm, nằm. Nằm xuống. Nằm. Nằm xuống. Mày. Mày, mày. Rồi, nằm xuống. Nằm, nằm xuống. Nằm, 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 nằm. Nó đánh bọn nó tụt, nó ra cái điểm yếu thì phải skill ngay các bạn. Nằm, nằm. Thì nó mới nhanh chết được, ok. Nằm xuống, nằm xuống.
Rồi. Nằm xuống. Ây da, bọn này nó đang phá xe của mình. Nằm xuống. 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 Mệt quá. Nằm xuống. Còn lợn này. Đúng là không hề đơn giản. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Xe ở đây. Nó phá. Cái này là mình vứt cái gì nhỉ? À, vứt cái ấy à. Mình vứt cái này đi. Cái này không biết là để làm. Vì ra hình như được 10 giấy sao ấy. Ăn tiếp cái này. Đinh thì không cần. Cái này cũng không cần. Sau rồi chắc sẽ nhiều. Sợ cái thằng kia nhé các bạn. Thằng kia vào là nó rất khó. Ok, ở đây mất một ít là được rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Rồi. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Rồi. May. Nói chung là cứ có. Ây da. Điểm. Điểm à. Ok luôn. Phải có cái điểm yếu thì mình mới đánh được. Ok, đánh nhanh không được. Hiện cái điểm yếu lên. Rồi. Xem nó ở đâu. Ở trong đây không thấy. Hòm này không thấy ạ. Đây rồi. Ây da. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Ây da. Nhỏ quá. Ok. Thằng này. Rồi mình phải bắn nhau, đánh nhau thằng này thôi. Ok. Thằng này thì nằm xuống. Đánh tay không thì cũng không sợ. Nằm xuống. Mày. Thằng này phải đánh một mình thôi. Nằm xuống. Đúng không? Ok, giết được một thằng rồi. À, phải xử lý thằng này thôi. Bây giờ phải giết thằng Gunner. Thằng này giết thì cũng không quá khó nếu mà nó gọi là chỉ có một mình. Nhưng mà nếu mà để nó hai mình thì là câu chuyện khác. Đây. Đấy. Ra đây. Biết luôn. Con lợn này. Mày ra đây. Nằm xuống. Ok. Xuất hiện điểm yếu ngay. Má nó. Ây da.
Lại có con ấy này, con này quá khó rồi. Nhưng mà vẫn phải chém cả hai. Rồi. Ok. Thằng này khó hơn này. Khó hơn này. Khó hơn này. Khó hơn. Khó hơn. Ây da. Mày. Nằm. Ây da. Nằm xuống. Cháy. Ây da. Nằm xuống. Ây da. Nằm xuống. Rồi sao? Ây da. Mày. Nằm xuống. Ok. Mày. Nằm xuống. Nằm xuống. Băng này. Lửa đâu. Ây da. Đẹp. Ây da. Ok luôn. Tuyệt vời. Đã được một cái vòng cổ. À, không bằng cái vòng này đúng không? Một cái túi vàng cộng 5 streng, xịn hơn nhé các bạn. Bây giờ phải vứt cái này đi à? Iron Ore cộng 4 là cũng. Ok, bây giờ tìm con Gunner để mà giết thôi. 3, 4, xém vào đầu, xém vào, ok, điểm yếu, ok, điểm yếu thiết bốt, ok, ngất liên tục, giờ bây giờ mình phải đánh cái điểm yếu thật nhiệt nhanh, ok. Tuổi thần tiên, không có súng nào phế ngay mà, đánh bằng tay thì đánh cái gì. Mày. Thế mà không hiện điểm yếu ạ. Nằm xuống, ok. Rồi. Quá là tuyệt vời. How about making your silent friend who faithfully guards your base? Xong được cái nhiệm vụ. To maximize the efficiency of the trap, I will phía trên thôi. Trả nhiệm vụ bây giờ đi về rồi. At the equipment modification station. Hello. Don't forget. Never open the door if zombies knock on it. Không biết là nó cho mình cái đồ gì. Bó tay. Một cái móng tay ạ. Cái này tăng 10 đam cũng khá là ok nhá. Móng tay này. Cái móng tay này nó được được tính là như thế nào? Cái gọi là bao tay sắt. Nó là tia 3 nhá. 10 đam ạ. Mạnh hơn cái này. Cộng 10 memory. 18, 13. 13, 30 Ram during combo attack ạ. Nói chung là phải thử đó. Còn về cái độ cấp độ thì nó cao hơn.
ra thử một tí. À, xem còn cái nhiệm vụ gì. Surviving on this island is not easy, right? Đào. À, mình lại có tiền rồi. Quét này đào thì chắc là hơi hơi xa đâu. Hai cái. Ba băng dính một Angerfish. Đang thiếu con Angerfish ạ. À. Bây giờ mình sẽ sửa lại một tí. Rồi ok. 95 này, 52. Thôi ok, mình nhiều mà. 19. À, trước ăn trước khi đấy thì ăn luôn cái đùi này. Rồi. Ăn luôn cái đùi này luôn. À, để phòng bất trắc. Đằng nào bây giờ mình đang nhiều. Hôm nay mình chưa xây được nhiều cháp cho nên là cứ cẩn thận như vậy. Sau mà còn lên đây nó còn cháp ở trên đây nữa, còn một đống. Đấy, có con nổ kìa. Ây da. Mày à. Mày. Đi xuống. Này xuống. Nằm xuống. Ây da. Nằm xuống. Thôi kìa. Mình muốn đá nó xuống mà không được. Không được. Mất hơi nhiều máu ạ, đánh nhau bình thường cũng giết nó. Rồi thằng kia chết lộ. Ok. Thằng nào đây? Anh à, còn có cả thằng này nữa, thằng này nó kéo nhá. Khá nguy hiểm đấy. Cái này còn 30 thôi, hồi luôn. À, mình thiếu gì xăng đâu. Thiếu gì keo pin. Nói chung là chỉ cần 4 cái hoạt động hết công suất là ok. Đấy, à, chỗ này mình xây rộng ra. Làm tầm khoảng 3-4 cái máy bắn tên để phòng bất trắc là được. Đứng lên lé ra không có lỗ các bạn. Hơn 100. Ok luôn. Đây là cái đèn của xe máy á, sáng trưng. Quá là đẹp. Cái kia khá là sáng. Nếu mà mình à, nhưng mà mình hình như là mình cầm không cầm gạch à? Cất hết gạch đi rồi không được. Từ từ á. Chạy lên đây lấy gạch á. Ok. Nằm xuống, nằm xuống. Ai cho chúng mày ấy? Chủ yếu để ý cái con kéo rồi các bạn. Thằng kéo này nó kéo mình là nguy hiểm nhé. Phải di chuyển.
Nó kéo một phát vào là phun bẫy luôn, là vỡ mồm đấy. Căng lắm. Rồi chết rồi. À, không có thằng đấy là ok. Hay à. Rồi lên lại. Đặt vào thôi. Rồi cái này còn bao nhiêu? Còn 92. 89 ok luôn. À, xây thêm mấy cái cọc cho nó sáng. Ok. Đấy, có cái này thì mình mới chơi cọc. Ok. Rồi. Đèn, đèn đó một cái. Đâu nhỉ? Ok, đấy, có cái này phát là nó... Ôi, để hơi lệch một tí. Xoay ra một tí thì ok hơn. Cho nó sáng. Không cần phải dùng đèn nữa. Đúng không? Giờ thôi. Ơi sai lầm. Lại phải trèo lên trên kia để phá. Tiêu tiêu tiêu. À mình đáng nhẽ mình để ở hai bên mép thì hợp lý hơn. Đấy, xây ở hai bên mép này này. Ok. Vào đi. Ây da, cái này hình như hỏng rồi. Ây da. Má nó. Không để ý ạ. Bị kéo. Cày. Đấy, vừa đang đứng ở kia nó kéo cho phát. Ây da. Má nó. Ôi từ từ đã. Phải đi lại đánh tráng các bạn. Không được. Em bố láo. Ôi đúng người ở đây. Không để ý thằng kia nó kéo. Về nha. Nằm xuống. Thằng nào mà lên đây mình đạp cho một phát. Đứng ở đây thì không kéo được. Nó kéo khá dài. Hay là thôi chị hỏng. Xoay chết nó đã. Đang bị cháy. Chưa kịp up. Ok. Ok. Ây à. Nằm xuống. Đang xây. Ok, đấy. Máu mình còn nhiều lắm. Cho nó sáng. Ok đổi luôn. Thiếu gì. Ngồi lại. Ây à. Rồi bò xuống đi. Bò xuống. Bò xuống đi. Rồi lại bò lên trên đi. Rồi trong đấy mà chết đi. Cứ lúc nào nguy hiểm thì mình
ấy thôi, nhảy xuống thôi là hết nguy hiểm. Đơn giản. Thằng nào mà lao lên đây cho một đạp nhé các bạn. Rồi thằng kia nó chuẩn bị đó. Cẩn thận nó kéo nhé. Nằm xuống. Giờ là không đứng được lên trên. Đứng lên trên là mình phải đứng ở trên này. Nhưng mà trên này mình chưa xây, sợ nó lên nó lổ cho một phát thì thôi cháy luôn tất cả các chỗ này là chết. Rồi. Một chém. Rồi. Sống ghê. Sống cũng thành tật. Ây à, còn đứng ở giữa cho nó ấy. Rồi, 100 nữa thoải mái. 85 ok. Mấy con độc bây giờ không ăn thua. Máu mình quá nhiều. Thôi nhá, té nhá, có thằng ấy rồi. Chưa kịp. Nó quay như thế này là hết rồi. Nuôi về đây. Còn 70 lượt. Rồi. Đứng xa xa này. Nó update nó cho mình xây chuẩn luôn. Đấy, đợt trước chơi xây là nó sẽ cứ lệch lẹo. Không được ok lắm, bây giờ nó xây là chuẩn luôn. Rồi. Xong rồi. Quá tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Xem là kiểm tra xem là được bao nhiêu giấy. Hôm nay có vẻ đông hơn. Ô quên quên. Ok. Đấy. Tăng vào đây xem nào. Câu cá thì không được. Câu nhanh hơn đúng không? Ở cái phần này cần tăng mấy cái này nữa. Tăng cái này đỡ đói này. Tăng mắc được luôn nữa. Ok luôn. Chỗ này thì cũng không thể tăng được thêm. Tăng cái farmer lấy lên. It seems like you've become quite proficient in farming. Bây giờ cũng không có đủ lực để trồng cây. Rồi, 400 điểm nhá. À 400 giấy ạ, tăng được thêm 2 attack speed. Tăng 4 attack, cái này master thì mình có nhưng mà hiện tại là cần tăng cái nhánh này. Tăng 15% đam, 15 là 30. 45. 60. 75% đam. 80% đam. Đây cộng 5 nữa. 90. 100. Hơn 100% đam. Ok, mình xin dừng clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất nhé. Chào tạm biệt.